Xin chào các bạn, mình là Khánh Linh và đây là một đoạn trích trong bài viết Làm nhạc, làm mới bản thân của tác giả Triple D trong cuốn sách Người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đường link trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài viết này thôi. Triple D, tên thật Dương Đại Dương, là nhà sản xuất âm nhạc, music producer khá là quen thuộc trong giới V-pop, người được mệnh danh là phù thủy âm nhạc, đứng đằng sau loạt hit đình đám như là Tứ Phủ của Hoàng Thùy Linh, Talk To Me, Chipu, Lạc Trôi, Sơn Tùng MTP, vân vân. Khác với hình dung về một producer cool ngầu cá tính, trong buổi trò chuyện với Spider Room lần này, Triple D sẽ mang tới những chia sẻ rất chân thành từ người làm nghề hơn 10 năm qua. Cùng lắng nghe thôi nào! Vậy, music producer làm những gì nhỉ? Để phân tích từng từ thì music là âm nhạc, producer là nhà sản xuất. Từ đó ta có thể hiểu music producer là nhà sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, bản chất công việc này rộng hơn rất là nhiều so với những gì mà mọi người vẫn hình dung. Để sản xuất một bài nhạc tổng thể, chúng ta cần chia công việc ra nhiều nhánh nhỏ. Mỗi nhánh sẽ do một producer phụ trách. Có nghĩa là không nhất thiết là một người phải làm tất cả. Ví dụ nhé, để tạo ra một bài hát, ta sẽ cần một nhạc sĩ để viết nhạc này, một ca sĩ, một người dựng bè, một vocal producer, một người làm beat nữa này, một người chuyên mix giọng và beat vào với nhau này. Và để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng đỉnh của Chop thì sẽ cần rất là chỉn chu trong từng khâu nhỏ như vậy. Và để tạo ra một bài nhạc hoàn chỉnh, bạn phải biết là từng phần việc đó cần tìm đến ai cho phù hợp. Ví dụ, Triple D là người làm beat. Trong đoạn beat đó, mình sẽ cần một vài tiếng guitar thật chẳng hạn. Nhưng mà mình lại không giỏi chơi guitar. Vậy là mình sẽ nên tìm một người chơi guitar chuyên nghiệp tham gia để chơi theo ý đồ của mình. Quy trình làm ra một bài nhạc thì sẽ gồm có 3 hướng. Hướng thứ nhất là làm beat trước, sau đó tự sáng tác hoặc là nhờ một người khác sáng tác. Thứ hai là có người sáng tác và viết giai điệu trước. Nhạc sĩ sẽ là người sáng tác giai điệu hát và lời bài hát. Sau đó thì mới làm beat nhạc. Hướng cuối cùng và cũng là hướng đi nhiều bước nhất, đó là cả nhạc sĩ và người làm beat sẽ ngồi với nhau, vừa làm nhạc vừa sáng tác. Sau khi hoàn thành thì sẽ đưa cho một ca sĩ thu âm. Sau khi thu âm, ta sẽ có một bản vocal, rồi đem về mixing với nhạc beat để hai thứ hòa quyện với nhau. Rồi đến kế tiếp là bước mastering, còn gọi là khâu đầu cuối, nhằm hoàn chỉnh chất lượng sản phẩm, đóng gói và đưa ra thị trường. Cá nhân mình thì có thể sáng tác, làm beat, mixing, mastering. Riêng khâu thu âm, hát bè, dựng bè thì mình không thể tự làm được, cần nhờ đến những người chuyên môn sâu hơn. Cùng một quy trình như vậy, có bài hoàn thiện rất nhanh, vài chục phút đến vài ngày, nhưng cũng có bài tốn rất nhiều thời gian, đến cả tháng, thậm chí là cả năm trời. Ý tưởng cho một bài nhạc có thể sẽ đến theo đặt hàng của ca sĩ, của nhãn hàng. Họ biết về chủ đề muốn khai thác, xác định được mood và tone của bài hát như là vui vẻ, tươi mới hay là trầm buồn, và thử thách của bạn là truyền tải được ý đồ này qua âm nhạc. Hoặc là ý tưởng thì cũng có thể đến từ chính bạn. Lúc này, bạn có thể liên hệ bạn bè để sáng tác, thể hiện ca khúc và cùng phát hành. Bởi vì bản chất của công việc music producer là sáng tạo mà, cho nên là nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố cảm xúc. Có lúc thì mình tự feel và ý tưởng sẽ đến bất chợt. Cảm hứng có thể bắt nguồn từ bất cứ thứ gì mình từng đọc, từng xem hay là từng quan sát. Khi vào đúng mạch cảm hứng, mình làm rất nhanh. Nhưng mà cũng có khoảng thời gian tâm trạng không tốt thì sẽ chẳng viết được gì cả. Ngoài việc mình làm đúng về mặt lý thuyết và kỹ thuật, mình vẫn luôn muốn những sản phẩm âm nhạc làm ra phải hay, phải nhiều cảm xúc, phải có điểm gì đó đột phá. Mà để được như vậy thì từ khâu ý tưởng đến khâu sản xuất, yếu tố cảm xúc đều chiếm một phần quan trọng, cho nên là không thể muốn nhanh là nhanh được đâu. Sản phẩm nhanh nhất mình từng hoàn thiện là trong một tuần, cả làm nhạc, viết lời và thu âm. Lâu nhất thì có thể đến nửa năm, làm mãi cũng chưa thấy sản phẩm cuối đâu. Đôi khi có những ý tưởng phức tạp hơn, đòi hỏi tiểu tiết cầu kỳ, mình phải dành nhiều thời gian công sức hơn bình thường. Ngược lại, cũng có những bài hát mà chỉ cần sự mộc mạc đơn giản, tác động nhiều về mặt cảm xúc thì thời gian sản xuất sẽ ngắn lại. Nói vậy để mọi người thấy rằng thời gian dài hay ngắn không chi phối chất lượng sản phẩm,
bởi khi đưa bất cứ bài hát nào ra thị trường, mình cũng phải thật ưng ý. Dựa vào trải nghiệm của bản thân thì mình có 3 mách nước nhỏ, hy vọng là sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn khi dấn thân làm nghề. Thứ nhất, hãy tìm một môi trường âm nhạc tích cực. Mình may mắn khi được là một thành phần của Space Speakers, vừa là chỗ để chơi, vừa là chỗ để học, lại có rất là nhiều người anh dẫn dắt. Có Space Speakers mới có Triple D của ngày hôm nay. Mình được chìm đắm trong một môi trường toàn những người làm nhạc, ai cũng đam mê và tài năng, tất cả những yếu tố đó tác động, truyền cảm hứng và thôi thúc mình bước vào nghề. Mình mong là ai làm nghề thì cũng có được một môi trường thuận lợi như vậy để cùng nhau phát triển. Chơi cái gì có anh có em thì nó cũng vui hơn, còn cứ ôm máy tính ở nhà một mình rồi up nhạc lên mạng thì cũng dễ chán dễ buồn lắm. Thứ hai, hãy sẵn sàng tâm lý khi đối diện với những phản hồi từ cộng đồng. Âm nhạc thì mỗi người một gu, người khen người chê là khó tránh khỏi. Nếu mà mọi người chê mà mình thấy đúng thì mình vui vẻ cởi mở tiếp nhận để mà phát triển và cải thiện. Còn nếu chê không thỏa đáng thì xin hãy bỏ qua, đừng xoáy sâu vào những điều tiêu cực rồi tự làm bản thân mất hứng. Và cuối cùng, nếu thật sự đam mê, hãy tự tin theo đuổi, dành thật nhiều thời gian để tìm hiểu, mạnh dạn chia sẻ các sản phẩm âm nhạc bạn làm ra tới cộng đồng, cố gắng kiên trì, tránh tình trạng làm một chút rồi lại thôi, thấy tụt hứng lại nản chí. Cá nhân mình thì thấy là công việc này khá an toàn, không có nhiều định kiến. So với ca sĩ hay là dancer, music producer là vị trí không được nhiều người chú ý đến. Chúng ta đều biết là The Weeknd, Travis Scott là ai, nhưng mà ít ai biết người làm nhạc sau những bản hit của họ. Bản chất công việc music producer là âm thầm phía sau, nên bạn cũng đừng chạnh lòng vì chuyện đó nhé. Miễn là bạn làm tốt công việc, mọi người thích âm nhạc bạn tạo ra, đó là thành công rồi. Hãy bền bỉ và quyết tâm, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!